Hello, xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Kumbaya của Blackpink nhé. Và đầu tiên trước khi vào bài tập thì mình rất mong là mọi người hãy like và subscribe kênh của mình nha. Let's go. Mình sẽ chia bài nhảy phần điệp khúc này thành hai phần nhá. Đầu tiên mình sẽ nhảy trước các bạn sẽ hình dung này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, dạ. 1, 3, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từ tập 1 như sau. Đầu tiên các bạn sẽ hạ thấp người xuống cúi đầu nha, đi chuyển chân nhanh chân nhanh chân nhanh chân nhanh, sau đó lên được chân vẫn nhún nha. Tiếp theo này, bước cho mình nhìn thẳng nha, bên trái ra tay phải lấy đảo từ dưới này đấm và đổi, ok, đổi lại ở dưới thức lên và đấm dừng. Tiếp theo động tác tiếp theo tay hất và ra sau, hất và ra sau 4 lần như nhau. Còn về phía chân, dùng tay phải thì đi chân trái trước này, dậm và lần nhảy, dậm và lần, dậm và lần, và em dậm và lần, dậm và lần. Ok, sau khi làm xong 4 lần như thế thì mình sẽ về dáng này mình. Đây là một người đưa vòng tay vòng phải, tay phải vòng 4 vòng ra sau này. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, về thẳng chân cúi lại. Ngồi xoay đầu bên trái bên phải 4 vòng. 2, 3, 4 lần. Sau đó đi lên như thế này. Tóc ra. Tiếp theo này, tay đưa vòng vòng này. Vòng vào hông. Và xuống dưới đầu gối. Vòng lại. Ok, để chúng người sang phía sau. Ở đây đúng không? Lưng lên này và lên này, chuyển xuống một chân, xoay về đây, tiếp theo tay phải xuống một người, mở đầu ra sau, là sau, đủ lại cái này nhá. Giờ mình sẽ đến nhìn thật chậm. 5, 6, 7 và 8 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8 tiếp 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 và 4 5 6 7 4 8. Nhanh hơn. Bạn nhanh hơn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, xoay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7. Thank you.
trái lên thì mình sẽ giúp được cái chân trái ạ. Rồi lên lên chân lại nha. Okay, 8 4 tay này. Lên và em rồi và em rồi. Ok, 5 4 lên 3 và rồi và rồi. Tiếp theo vòng 3 hai tay chỉnh và lên chân trái chân phải. Tiếp theo, tay xoay, sau đó về, tay phải xoay, và về, cũng như đổi lại nhé. Xoay, về, xoay, về, chân phải chúng ta sẽ đưa lên nhé. Đổi lại này, xoay, về, xoay, về, ok. Để không chỉ đưa một chân nữa, mà không, không. Về đánh không phải thiên công công về đánh không phải quên không giữ gì nhất khi một tay chúng ta sẽ làm tương đương trở lại này đánh công và về không phải một tay và về không phải bây giờ nha nha ok chuyện này cũng bị như nào mình sẽ bật nhảy lên nha nha ok tiếp theo mở đầu ra sau nha tay ở đầu trước và đấm như này đổi mình để đồng thời khi tay đấm như vậy nhé thì bước lên chân vào ok 4 lần
Thì có điều gì khó khăn hay gặp vấn đề của mẹ?